Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem clip vui. Chúc các bạn một ngày mới sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Mình rất vui được quay lại cái clip mà chia sẻ kinh nghiệm nuôi con quốc bối thành công mọi bạn. Thì hôm nay một thời gian cũng lâu rồi các bạn, mình không có chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi con quốc bối lên thành con mồi, nên nhiều anh em cũng hỏi rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đa số anh em hỏi xoay quanh cái vấn đề là bây giờ hiện tại là đã nuôi con quốc bối, nó đã chạch đã rế rất là nhiều rồi, nhưng mà giờ làm sao để cho nó ra rừng được. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba bước. Khi mà con quốc chạch rế rồi á thì ba bước nữa để trở thành con mồi ra rừng được nha các bạn. Từ lúc mình đăng cái clip mà chia sẻ kinh nghiệm con quốc bối thành con mồi các bạn thì ước tính tới nay là khoảng tầm khoảng 8-9 tháng bạn. Thì từ lúc mình thành lập cái kênh YouTube của mình á thì tới nay cũng là 9 tháng các bạn. Gần 9 tháng rồi. Thì từ cái giai đoạn đó thì những anh em nào nuôi trước á, nuôi trước mà chưa xem clip mình đã nuôi á thì đã thành con mồi đi chơi ok rồi. Còn những anh em nào mà từ đó xem clip mình mà nuôi á thì bây giờ mới hiện tại là chỉ có rế, chạch rế nhiều thôi, có con thì quốc nữa. Nhưng mà cũng có nhiều anh em, ví dụ như anh bên Củ Chi á thì anh nuôi nó tầm khoảng 5-6 tháng gì đó thì nó hôm nay anh ra rừng anh chơi rồi nha các bạn, tùy theo con nữa nha. Chứ không có nói được. Có con 3 tháng, 5 tháng, 8-9 tháng, có con 2 năm là bình thường nha các bạn. Tại con quốc bối nhiều con nó dễ lên lắm, dễ thuần lắm. Còn nhiều con nói chung là cũng lâu. Nên mình phải biết sàng lọc chọn lựa nó bạn. Nhát quá thì nên thả nó đi đi. Chứ các bạn nuôi nó cũng không chết, nhưng mà nó lại chậm lên lắm. Còn nó nhát quá dìa cái mồng mó nó xanh lè hết nên nó chậm lên cực kỳ nha các bạn. Mà bạn nuôi để ý những con bối bạn nuôi sao á mà về nhà cái mồng nó đó vậy, bạn cứ giữ lửa nó như vậy hoặc là từ từ sẽ tăng lên nữa, chứ đừng có đỡ mà nó tuột xanh lè đó. Thì những con đấy thì bạn nuôi nó 2 năm nó có nhiều lúc nó chưa muốn kêu nữa, những con nó nhát quá các bạn, nó tuột lửa quá. Rồi bây giờ là mình sẽ chia sẻ, quay lại vấn đề chính là chia sẻ cho các bạn ba bước để làm sao con quốc bối khi mà nó đã chạch rế rồi để trở thành con mồi để ra rừng chơi được nha các bạn. Rồi mời các bạn quay lại cái camera bên sau nha các bạn. Quay sơ cho các bạn xem là cái hệ thống chuồng trại của mình đã làm lại hết rồi nha các bạn. Đó. Thì đây có hai cái lồng. Ở dưới có một cái. Dưới này là con bối mình mới bắt hôm qua nha các bạn. Con bối trống á, con bối mà mình đi Hóc Môn á. Thì mình tính mình nuôi con bối đó nha các bạn. Con bối đó từ từ mình lên clip sau. Con bối trống lần đầu tiên mình nuôi con bối trống nha các bạn. Đó thì bữa nào mình sẽ quay cái clip con bối rồi mình sẽ nói nhiều chi tiết hơn cho các bạn rõ hơn. Thì đây có hai lồng đây, hai lồng nuôi đây. Thì cái con trống mình nào sáng mình tập vợt xong rồi, giờ mình còn bó trong lực đây các bạn. Mình tập vợt mình đem ra đám đất ở trước á. Đây nè các bạn, cái đám đất trước nhà mình nè, nó rộng ngon không? Đó thì sáng lại mình khi nào mình rảnh ở nhà thì mình đem nó mình nhét vô trong bụi nào đó các bạn. Thì trong nhà mình mồi kêu thì nó sẽ kêu theo. Thì từ từ tập dễ cho nó quen các bạn. Cái chim của mình là nhét vô bụi rồi ok hết nha, không có vấn đề gì hết nha. Đó, thì sáng ra mình hay huấn luyện con trống như vậy đó. Mấy con mái mồi mà hồi xưa mình nuôi con lên cũng vậy, bây giờ mình có nuôi con nữa. Rồi quay lại cái công việc chính của mình là chia sẻ kinh nghiệm ba bước để nuôi con bối thành con mồi nha các bạn. Rồi quay lại cái chuồng trại của mình nè. Đó tối lại là mấy con chuột nó quậy lắm các bạn. Mình không cách nào diệt nó hết được hết. Nó quậy dữ lắm, làm mấy con chim trọc đầu hết trơn à. Đó con mồi xí mình các bạn hỏi tại sao nó trọc đầu á. Thì là tối lại nó chui vô nó ăn lúa các bạn, nên trọc đầu hết trơn. Nên mình đầu tư một cái chuồng inox và một cái áo trùm luôn nha các bạn. Tối lại mình trùm lại luôn. Đây các bạn. Bây giờ đây á là mình quay cận cảnh này con mồi xế của mình nha các bạn. Thì cái đầu trọc trọc đó. Đây là con mồi chân lùng sát bối mình nha các bạn. Còn đây là con bối mà lúc cách đây khoảng một tháng á bạn, và nó là gần ra rừng được rồi các bạn. Đó.
bạn, đứng quất mà nó tách con trống ra đứng quất rồi các bạn. Và từ lúc mình đưa con trống kề mái của mình về cho Út em á thì bắt đầu là nó không còn quất nữa bạn, không còn quất, không còn chặt nữa. À, con trống nó rất là quan trọng các bạn. Mình xách con trống của ống về này đó, nó cũng kêu nó cũng la vậy đó, nhưng mà cứ nó quốc quốc khà khà không phải quốc quốc khà khà không phải các bạn, chứ nó không có chặt riết. Nên con trống của ông anh Út em mình á là không thớ nào mà kè được mái nha các bạn, kè nó không có lên được. Thì nó là cái con bối mà mình chuẩn bị sắp sửa, mình nghĩ là trong 3 tháng nữa là nó sẽ ra rừng chơi ok đó, mà bây giờ nó chỉ còn cực khước vậy thôi. Rồi tiếp tục cái con thứ tư là con mồi chặt rế của mình nha các bạn. Hôm nay thì nó cũng đó như trái cà chua rồi đó. Đó bạn thấy con bói mà nó đó, cái miệng vàng tư mà cái mồng nó đó chưa. Nó cũng sung lắm nha các bạn, nhưng mình không chưa có đi nữa thôi. Đó thì bây giờ là mình chia sẻ cho các bạn là 3 bước đó mà ghét ra đây nói là mấy anh chim nó đi ghét. 3 bước đó mà nuôi con quất bói khi mà đã chặt rế rào đó thành cái con mồi đó đi đánh nha các bạn. Thì thứ nhất á, thì thứ nhất trước mắt á thì các bạn mua bắt con bói về các bạn nuôi cho nó sống trước đã. Rồi khi mà nó đã sống được rồi á thì nó kè được con trống rồi á. Nếu nhà bạn có con trống nha các bạn, có con trống là cực kỳ rất là nhanh lên. Còn không có con trống thì nó thực sự là cũng lâu quá các bạn. Cũng lên nhưng mà lâu đó. Trống mà phải ăn trống chặt rế như mình, mấy hôm mình quay con trống của mình vậy đó nha. Chứ còn như con trống khí đột này cũng thua nè. Đó. Con trống kia nó không được cái này nhưng mà được cái kia, bạn ra rừng chơi được nhưng lại được cái kia. Nhà vụ kè chim rất là hay. Mấy con mái mồi nó cũng lên rất là nhanh. Đó thì có 3 giai đoạn. Một giai đoạn đầu tiên á thì các bạn kè chừng nào mà hai con nó ăn cặp với nhau nha các bạn. Ví dụ như đây là một con là con trống bên này đi, con mái bên này đi. Tại giờ mình không có con trống trong đó, mình ví dụ vậy thôi nha. Thì các bạn không có chia cái vách này nha. Các bạn không có ngăn chia cái vách này lại nha. Các bạn đỡ trống cái lồng vậy đó. Có thể nó thọt mó ra múa vô được nha. Thì các bạn kè lâu rồi nó cũng không có mố nữa đâu. Thì các bạn kè chừng nào mà cảm thấy là cái con mái nó hạp với con trống là nó chịu nhau đó. Thì mình tưởng tượng với ông mình nhìn mà có thể là mình thả ra chung hai con lại chung một lòng thì nó sẽ không cắn. Đó thì các bạn khi đó là các bạn mới tách ra nha. Các bạn phải canh đúng cái thời điểm chính của nó nha. À, mà thường á, là cách đây khoảng một tháng mấy hai tháng các bạn. Thì cái thời điểm mà chim bắt cặp á thì cái thời điểm đấy là chính nhất. Thường là mình huấn luyện con chim mà bói thành con mồi mà thời điểm mà tách ra đỡ mà luyện cho nó quất á. Thì cái thời điểm cách đây khoảng tháng mấy các bạn, thời điểm bắt đầu bắt cặp đó mà sinh sản đó, thì lúc đó con mái nó rất là sung, nó kề trống rất là dữ. Thì lúc đó là nó đang hạp dưới trống bạn, nó đang hạp dưới trống và nó đang sung nữa, thì các bạn tách nó ra thì nó thiếu con trống là nó rất là nhanh quất. Còn hiện tại tới cái thời điểm bây giờ các bạn thì con mái nó không có còn mà như cái đợt cách đây khoảng 2 tháng nữa các bạn, thì nó không có còn sung kề trống, nó không có còn sung như là lúc mà cách đây 2 tháng nữa mà nó bắt cặp ra rừng để sinh sản được nữa. Nên các bạn lưu ý chú ý là các bạn trong 1 năm các bạn nuôi con quất bói là các bạn tính tới cái thời điểm mà cắt cặp sinh sản nha các bạn. Từ khoảng tháng 5 tới tháng 6 đó thì các bạn kề cho hai con nó đụng mặt nhau luôn. Thúc mồi rất là nhiều cho con mái nha các bạn, cho nó sung lên nó mới cắt cặp, nó mới sung lên, nó mới muốn đẻ đó. Dạng nó sung lên nó thấy trống là nó rượng trứng nó muốn đẻ đó, thì con mái nó mới sung lên thì nó mới kêu. Khi mà nó rế nhiều đó các bạn sẽ thấy được là mình sẽ tách ra nha các bạn. Khi mà nó rế mà cảm giác mà thả hai con vô nó không cắn lộn nhau á thì các bạn tách rời ra. Ví dụ như đây con mái bói đi, mình sẽ ngăn rời cái chuồng ra các bạn, hoặc là các bạn không ngăn cũng được mà các bạn đem nó cách xa khoảng một cái chuồng đó các bạn, hoặc các bạn nhốt cách xa một cái chuồng. Thì khi đó con mái trong cái thời gian mà nó chịu trống các bạn, thì nếu mà nó thiếu trống, nó thèm con trống lắm rồi, thiếu trống nó sẽ quất. Giống như ở ngoài rừng không có cái gì khác các bạn,
khi cái mùa sinh sáng mà nó hai con nó bắt cặp nó ăn ý nhau rồi đó, khi bạn đi đánh á, đi bẫy quất á mà các bạn mở máy lên hai con cứ nó chậm mò lại nó la đó, là cái thời điểm đó là cái thời điểm bắt cặp đó các bạn. Khi mà các bạn bắt mất một con trống là con mái nó quất dữ lắm. Thì cũng giống như cái thời điểm bắt cặp ở nhà mình cũng vậy, các bạn phải canh chính xác cái thời điểm mà nuôi con mái bói phải thật là sung trong cái giai đoạn đó thì các bạn tách ra nó mới thành công. Còn các bạn nuôi không có sung mà chỉ có rê rê không, các bạn tách ra nó sẽ im luôn, không có thành công nha các bạn. Rồi nên nên các bạn lưu ý điều đó nha. Khi các bạn tách ra nó đã kêu rồi đó, đã quất rồi đó, thì tiếp tục cái giai đoạn thứ hai á, thì các bạn tiếp tục là các bạn bó vô lục nha các bạn. Ví dụ như đây là cái con bói đi, mình sẽ bó vô lục đó, mình sẽ bó vô lục như thế này các bạn. Rồi mình sẽ dương cái mặt lục lên nha, mình đỡ dưới nền nền đất nền xi măng này, mình dương cái mặt lục lên. Thì mình coi trong nhà mình có một con mồi nào dạng như mình nuôi, muốn nuôi bói thì trong nhà mình sẽ có một con mồi chốt thí các bạn, là nó dạng háo đá nhưng mà chốt thí đó. Thì các bạn thả ra nó sẽ vô, nó sẽ đá con này, mà con này dám cự dám chơi dám đá thì nó là ok nha các bạn. Nhưng mà các bạn khi mà đớ xuống mà test nó thì các bạn cũng dương cái lập lên, dương lên gài đàng hoàng luôn nha. Khi nó vô nó đá nó dậm xuống thì nó vẫn sập xuống, thì cứ sập đó cho nó dãy rốn rốn nha các bạn. Tại vì cái khi mà cái con bói mái ở ngoài rừng á thì nó ra rừng thì nó dạng nó không có sợ gì rồi, nhưng mà có một cái á là mình nhốt vô lập mà hồi xưa giờ nó chưa có nghe cái cảm giác mà khi mà nó sập cái bạch xuống một cái là nó cái lục lạc nó dãy ren ren á bạn, nó dãy lục lạc ren ren nhiều quá. Thì con bói mình mới đi lần đầu thì nó hơi giỏi, nên mình luyện ở nhà, luyện ở nhà khoảng 3-4 lần như vậy bạn thì nó sẽ quen, chứ không có cái gì khó bạn. Luyện cho nó quen xong rồi là mình chỉ cần xách đi ra rừng thôi, không có gì khó. Còn khi mà mình lùa qua lập nó rất cũng đơn giản lắm bạn, bạn lùa khoảng 3 lần mà nó tự chui qua được, là mấy lần sau các bạn cứ dỡ mặt lập các bạn vỗ vỗ tay trên nắp lồng nhẹ nhẹ là nó thấy chỗ trống là nó chui ra thôi, không khó nha. Con bói lùa qua lập càng dễ hơn con mồi quá thuộc nữa đó. Tiếp tục cái giai đoạn thứ ba nha các bạn. Giai đoạn thứ ba là khi mà các bạn đã test được cái con mồi bói của mình là bói vô lập vậy, nó sập con mồi chốt thí của mình dãy dãy mà nó không có sợ nhiều, gỡ ra dương lập lên vẫn chơi lại bình thường, thì tiếp theo là cái giai đoạn thứ ba thì các bạn đem ra rừng. Cái giai đoạn này là quyết định là đem ra rừng, đi xe thì nó trao nó dãy nó nhát lắm mà bạn, bình thường cỡ nó. Khi các bạn đem ra rừng các bạn đừng có vội vàng mà tìm cái chỗ nào mà có một cặp sung các bạn bẫy nha, đừng có làm như vậy là sai lầm đó. Hồi xưa mình làm nhiều như vậy cũng bị sai lầm, mình tìm chỗ nào có một con mái thôi các bạn, con mái nào mà chịu chơi chịu quất á thì các bạn cứ đặt nó xuống, bạn kèm theo một cái con mồi của mình ở nhà nữa cũng được đó, thì hai con nó quất qua quất lại không cần bắt được các bạn, chỉ cần lần đầu tiên nó ra rừng nó kêu nó ré hoặc nó quất lên là ok nha các bạn. Nhưng mà khi nào các bạn cứ đặt xuống đây, khi nào mà nó quất ngang nó thì bạn đem về có thể nửa tiếng một tiếng hai tiếng gì đó cỡ nó, nhưng mà không cần bắt bói. Ngày đầu tiên không cần bắt bói cũng được các bạn, nếu nó bắt được con mái đấy thì quá hay không sao hết, còn không cần bắt bói cũng được các bạn. Nếu mà có như vậy các bạn chịu khó các bạn làm như vậy có 1-2 lần thôi, lần thứ ba là các bạn tìm cái cặp nào đó thì các bạn đỡ vô là nó tự kêu tự chơi tự quất là các bạn bắt được rồi, nó không còn sợ nữa các bạn, là lúc đó là trở thành con mồi thực sự rồi nha. Khi nó bắt được 1-2 con bói vào rừng rồi là khỏi lo gì nữa hết nha. Khi mình xách đi nó không kêu, nó chắc lử, nó làm gì cỡ nó. Nhưng mà khi các bạn đặt nó xuống rồi là nó sẽ chơi, nó sẽ bắt, nó sẽ rất là khó bớ các bạn đó. Thì cái ba bước mà các bạn hối rất là nhiều mình á, thì hôm nay mình trả lời cho các bạn rồi nha. Trả lời đó, các bạn mà nuôi con bói khi nó chạch ré rồi thì các bạn áp dụng ba cái bước đó nữa mới trở thành con mồi nha các bạn, chứ không phải là tự động nó ra rừng cái nó chạch ré bỏ vô lục nó ra rừng nó chơi đâu. Có nhiều bạn cũng nói là con mồi của em mới chạch ré thôi mà em bỏ vô lục ra rừng chơi vài bữa cái tự nhiên này chơi rồi, thì những con đấy thì cứ nói chung là nó cũng hay quá bạn,
cũng hiếm chứ không phải là không không được nha các bạn, cũng hiếm. Nhưng mình cái tính mình cẩn thận một cái là khi đã nuôi một con mồi bối nó hay lên, mình đã biết ở rừng nó hay rồi, thì mình tập nó rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ. Mình phải test trước khi mà xuất xướng các bạn, cứ trước khi mà ra rừng. Chứ mình cũng không có bán nha các bạn. Thực sự mồi bối bây giờ là anh em chiến hữu rồi, cho mình cũng không có bán. Mình test rất là kỹ, rất là kỹ. Mà khi nó ra rừng mình cũng quay cái clip, mình coi thử cái thái độ nó như thế nào khi nó ra rừng, khi mà nó bắt bói cũng vậy, mình coi thử nó có sợ hãi hay nó có một cái hón gì không, để mình có cách điều chỉnh xử lý nó lại các bạn, cho nó ổn định lại. Chứ không phải là mình đơn giản là mình nuôi lên thành con mồi nó nhà rê 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 quốc quốc sơ, mình lụa lụp mình đem đi dứt liền đâu. Hồi trước kia mình có chơi như vậy đó, nhưng mình thấy nó không có hiệu quả bằng là từng giai đoạn các bạn, luyện từng giai đoạn, test từng từng giai đoạn 1 2 3 như vậy đó thì ra rừng rất là ok. Nhưng mà mình nhắc lại các bạn một lần nữa nha, cái quan trọng nhất là các bạn kè kè làm sao mà trong cái thời điểm mà quất cặp ở ngoài rừng xinh sáng, quất trong nhà mình cũng vậy, nó hai con cắm đầu chặt rế nhiều, lúc đó bạn muốn tách ra kè sao mà đúng cái giai đoạn mà nó ăn ý nhau nha các bạn, cảm giác là thả vô nó không trúng mũ đó các bạn mới tách ra. Thì cái clip đến đây cũng dài rồi bạn, mình cũng xin tạm dừng cái clip đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Các bạn xem clip hay nhớ like, chia sẻ cái clip này lên Facebook nha các bạn. Rồi bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ Hòa, đó là có động lực đó làm những cái clip chia sẻ nữa các bạn, còn nhiều cái clip chia sẻ nữa lắm các bạn, nên mình cũng chưa có thời gian làm, mình cứ rảnh là mình đi bãi quất thôi, còn khi nào mà thoải mái tinh thần rồi mình mới chia sẻ được bạn. Cho nhiều lúc nói chung là cái clip mà chia sẻ bạn mà tinh thần nó không có được thoải mái thì mình nói nó bị quên hết chủ đề bạn. Tuy là mình rất là thuần, rất là quen quen biết hết, nhưng mà mình nói nó hơi chấp. Rồi nha bạn, bây giờ mình quay sơ lại cái dàn chim của mình nữa là mình cũng kết thúc cái clip đây nha bạn. Đó, bây giờ con mồi xế mình, con mồi sát bói mình, con mồi đây chuẩn bị lên mà bây giờ đường trống đi tụt luôn, con mồi kia mồi chặt ré. Con trống đây là đỡ mình làm một cái clip chuẩn bị nuôi con trống bổi thành con mồi nữa nha các bạn. Đó, từ xưa giờ mình không có nuôi con trống bổi thành con mồi, mình nuôi rất máy rất là nhiều nhưng mà trống mình có nuôi. Còn con này thì là con chim trống của Út em ông bắt ở trên rừng về nha các bạn. Con chim con á bắt về ông nuôi lên thì mình chia lại về mình nuôi, đỡ mình huấn luyện nó ra rừng nó chơi. Nó chơi chứ không phải là không nhà dạy chợ như con chim mình ở nhà chỉ chuyên kề mái thôi. Còn nó là mình đem về nhà đây mình biết rồi, nó là chỉ có một là ra rừng chơi được, còn không được là chỉ có thả thôi chứ hoặc là cho người ta thôi, chứ còn nó không có kề được bạn. Nó khi mà nó cất cái giọng lên nhức đầu lắm, tù quốc 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 khà khà quốc quốc khà khà vậy đó, chứ nó không có chạch 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 như con kia, rồi nó quốc rồi nó quốc rồi nó chạch chạch. Nên con này kề mái là mấy con bói mình tụt lút hết các bạn, tụt lút hết. Con mồi chạch ré của mình mà còn cái con kia ở nhà đó các bạn là nó chạch cá ngày luôn, cứ chạch cá ngày luôn á. Rồi con đây là chuẩn bị lên ra rừng quốc đã quốc lai rai rồi, khi mà mình tưởng là chuẩn bị nó thành con mồi rồi, từ lúc mà đưa con đó đi một cái là nó vậy đó các bạn. Nó bây giờ chỉ có khước khước thôi chứ nó không có quất không có ré nữa. Nên các bạn chọn cái con trống mà kề mái cũng cực kỳ quan trọng nha các bạn, chứ không phải là giỡn đâu. Cái con này là thua, quất quất qua qua khước 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 không à, chứ nó không có chạch với ré với quất. Con quất mình quất trống nhưng mà nó quất không có nhức đầu, con quất này nó kêu nhức đầu gơ gơ thiệt các bạn, nó kêu tiếng nhức đầu lắm. Nên các bạn lưu ý nha, muốn nuôi bói thì vậy đó. Rồi chào tạm biệt các bạn clip này nha.